chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mây Lang Thang. Hiện tại thì mình đang đứng trên đường Tôn Đức Thắng để đi về đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một vòng trung tâm Sài Gòn cũng như là chợ Bến Thành, nhà ga Bến Thành, nhà ga số 1 Bến Thành, của nhà ga trung tâm của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên như là tuyến metro Bến Thành Tham Lương đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Chia sẻ cập nhật đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh khu trung tâm Sài Gòn, khu nhà ga Bến Thành, chợ Bến Thành, công trường Quách Thị Trang. Xem coi công trình gọi là công trình thay đổi bộ mặt của Sài Gòn đang được xây dựng đến đâu rồi, mười mấy năm rồi khu đó. Đường Nguyễn Huệ này thì những ngày thường xe máy được chạy vô nha mọi người, chỉ có những ngày lễ đặc biệt thì xe máy không được chạy vô phố đi bộ. Cuối tuần thì mình thấy khu này cũng có nhiều bạn trẻ đến đây vào buổi trưa này, buổi trưa mà có người đến đây. Hôm trước mình đi đây ngày thường thì buổi trưa không ai hết mọi người ơi. Mình vừa mới mà đọc một cái thông tin ở trên báo là khu đất vàng ở trung tâm Sài Gòn, là khu này nè, mình đang đi nè, thì có giá thuê mặt bằng là sau dịch này bây giờ là cao nhất từ trước đến nay luôn, hơn 8 triệu đồng một mét vuông đất cho thuê mọi người một tháng, quá khủng khiếp. 10 mét vuông là mình thấy là 80 triệu rồi, thuê một cái mặt bằng 100 mét vuông là một tháng là bao nhiêu, 800 triệu. Chỉ cần một tháng thuê mặt bằng ở đây thôi thì sẽ mình mua được một cái lô đất nhỏ nhỏ dưới quê luôn rồi mọi người ơi, quá khủng khiếp. Khu này khu đất vàng đất đỏ, ngày xưa người ta nói tất đất tất vàng, ông bà mình nói là tất đất tất vàng, thì đúng là ở đây là tất đất là tất vàng luôn á. Nhiều khi là không còn tất vàng nữa, tất đất là ký vàng luôn á mọi người ơi. Phía trước mặt mình là tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tòa đô chính ngày xưa. Mình sẽ đi đường gì để mình vào chợ Bến Thành nè, đường gì tự nhiên mình tới đây. Trung tâm Sài Gòn thì mình đi ít đó, nên những cái tên đường như mình cũng quên nữa, nên cô chú anh chị và các bạn xem video thông cảm. Nhưng mà đường Lê Thánh Tôn, nhớ rồi, đường Lê Thánh Tôn để đi về chợ Bến Thành. Con đường phố đi bộ này là mình không thấy một cọng rác luôn, sạch sẽ đẹp như là ở bên Tây. Đèn đỏ rồi, ngã tư Lê Thánh Tôn và Bắc Tơ. Ở dưới lòng đất luôn á, ở dưới lòng đất trung tâm Sài Gòn luôn á. Nó là một cái nhà ga ngầm thì được xây dựng cũng lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi vẫn chưa được hoàn thành. Thì nó sẽ là cái trạm trung tâm để kết nối giữa những cái tuyến metro
Bến Thành, tuyến số 1 là Bến Thành Suối Tiên, tuyến số 2 là Bến Thành Tham Lương, và những cái tuyến số 3, số 4 nữa chưa được khởi công. Lê Thánh Tôn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi mà được hoàn thành, nó sẽ là một cái nhà ga trung tâm và là một bộ mặt mới của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước chợ Bến Thành thì ngày xưa có một cái công cái dòng xoay Quách Thị Trang, thì sau khi mà làm cái tuyến cái nhà ga Bến Thành thì dòng xoay Quách Thị Trang được đã được dòng xoay Quách Thị Trang bị dỡ bỏ đi, và bây giờ thì sẽ được xây dựng lại một cái mới hoàn toàn luôn mọi người, tái hiện lại. Đây, phía trước mặt mình là chợ Bến Thành rồi mọi người ơi, đi vòng vòng xung quanh chợ Bến Thành nha. Mấy cửa hàng ở bên xung quanh là cũng đã mở cửa hết rồi nè, hoạt động lại rồi sau dịch rồi đó, hoạt động lại hết rồi, quần áo rồi khách Tây đến đây quá chừng luôn. Hôm bữa có hoa hậu thế giới luôn á đến mua sắm tham quan chợ Bến Thành nè. Gần đây thôi mọi người, mình mới đọc báo gần đây. Đẹp chưa chợ Bến Thành. Quay qua đây. Qua đây. 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 Trước mặt mình là nhà ga trung tâm của tuyến metro Bến Thành đang được xây dựng đó mọi người, và bên trong nữa là công trình công trường Quách Thị Trang. Nhà ga ngầm, mình sẽ đi lang thang một vòng cái khu vực nhà ga công trường, nhà ga Bến Thành này, để mình chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn luôn. Xe đồ đang xe lưu, xe đồ thi công y xèo. Bên ngoài thì lô cốt dựng lên. Giao thông ở chỗ này thì cũng phức tạp lắm. Nói chung là những cái low cost nó dựng lên rồi nó chắn những cái con đường lại, nên mình đi vô đây phải quẹo tùm lum hết, dòng tới dòng lui luôn. Phía trước mặt mình là con đường Nguyễn Thái Học. Đường Nguyễn Thái Học, mình muốn vòng lại thì mình phải tới đường Nguyễn Thái Học thì mình mới vòng lại được. Bên phía bên tay phải mình là New World Sài Gòn Hotel, khách sạn nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn, New World. Ngày xưa mình có làm ở trong thi công cái kho lạnh cho khách sạn New World đó mọi người. Lương thực, đồ ăn cho phục vụ cho du khách và khách sạn New World. Đến đây thì mình rẽ trái nữa để đi về chợ Bến Thành tiếp. Đèn đỏ rồi. Đường Phạm Ngũ Lão. Đây là góc ngã tư giữa Nguyễn Thị Nghĩa và Phạm Ngũ Lão.
tới đây là lại đường cấm nữa. Phạm Ngũ Lão phút này là bị chặn lại rồi. Đây một là một cái lô cốt của tuyến nhà ga trung tâm Bến Thành. Đi đến đây mà muốn đi tiếp nữa thì mình phải quẹo bên tay phải về đường Yassin. Yassin Trần Hưng Đạo. Chợ Bến Thành. Đây là mình có thể thấy được cái nhà ga của chợ Bến Thành từ góc này luôn nè. Dừng lại đây coi. Đây. Đấy. Công trường Quách Thị Trang. Rồi mình đi tiếp thôi cô chú anh chị và các bạn ơi. Đó. Đến đây đi chậm chậm lại có thể thấy được cảnh xây dựng ở bên trong khu nhà ga Bến Thành và công trường Quách Thị Trang. Công trình này mà sau này mà hoàn thành được thì khu trung tâm Sài Gòn sẽ đẹp lắm mọi người. Đặc biệt là chợ Bến Thành sẽ được giải phóng sau mười mấy năm những cái lô cốt dựng xung quanh. Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn đang được sửa chữa lại. Sở Hỏa Xa. Đây. Đến đây thì mình sẽ quẹo bên này đi. Đó, chợ Bến Thành. Đường Lê Lợi thì gần đây thì cũng đã trả lại mặt bằng một phần đường Lê Lợi rồi. Một đoạn đường rồi, nhưng mà đoạn đằng đây thì vẫn đoạn từ chợ Bến Thành đi đến đây thì vẫn còn rào chắn. Mấy cái cửa hiệu chỗ này họ mở cửa ra máy lạnh nó mát rồi. Đường này là đường một chiều Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây, đến đây thì mình sẽ quẹo tay trái để vòng lại quay những cái hình ảnh thi công trên đường Lê Lợi cập nhật đến cô chú anh chị và các bạn, cũng như là chợ Bến Thành. Đây quẹo đây, đi đến khu vực này thì khách Tây rất là đông luôn mọi người, du khách Tây tới Sài Gòn. Đây, quẹo vô đây luôn, vô đây luôn. Đi trên vỉa hè luôn. Khu này thì phải đi chậm chậm thôi, tại vì đường này của người đi bộ mà. Đường thì xấu, vỉa hè thì chưa có được
lát lại vỉa hè mới. Một số cửa hàng thì vẫn còn đóng cửa đây, đóng cửa im ỉm luôn. Đó, một số cái tòa nhà thì đang được sửa lại kìa, đang được sửa sang lại, chuẩn bị cho thuê mới, kinh doanh những cái mặt hàng chủ yếu là cho người nước ngoài đến Sài Gòn. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đây. Toàn cảnh xây dựng của đường Lê Lợi. Chợ Bến Thành. Giờ này là nhờ nghỉ trưa rồi nên các anh công nhân xây dựng cũng nghỉ trưa hết rồi. Đoạn đường này đang được rải đá chuẩn bị tráng nhựa. Đoạn đường này tráng nhựa xong thì sẽ trả lại mặt bằng khu vực này, thì sẽ bà con buôn bán nó sẽ thuận tiện hơn. Phúc Long, quán cà phê Phúc Long. Đứng check in tại công trình thi công. Đi hướng này đi. Cửa đông của chợ Bến Thành. Dãy chỗ này, kiosk chỗ này vẫn chưa có mở cửa. Mở cửa từ từ. Cửa đông chợ Bến Thành. Khách Tây Việt Kiều về đây mua sắm, tham quan, ăn uống, đông đúc trở lại rồi mọi người ơi. Chung bà con mình Việt Kiều mà có về Sài Gòn thì không phải không ghé chợ Bến Thành được. Đến đây thì video chia sẻ một số cái tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn cũng như là nhà ga trung tâm Bến Thành Suối Tiên, nhà ga trung tâm của tuyến metro Bến Thành đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video clip tiếp theo. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích kênh Mây Lang Thang thì để lại cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để cho Mây Lang Thang có cơ hội được phát triển hơn nữa. Xin chào và cảm ơn mọi người rất nhiều.